Còn nếu như các bạn tìm một cái số lượng khủng khiếp quật hơn nữa, kinh khủng luôn, các bạn siêng lọc hơn nữa, thì chúng ta có xin chào, tôi là Tô Hường đây. Trong video này Hường sẽ hướng dẫn các bạn các công cụ tìm kiếm keyword. Ở đây nhiệm vụ của chúng ta tìm kiếm keyword để chạy quảng cáo nha, chứ không phải là tìm kiếm keyword trong video này dành cho cái việc SEO một cái kênh Facebook, YouTube hay Google, Bing vân vân. Đây là mục tiêu chúng ta tìm để chạy quảng cáo, bởi vì tìm cho chạy quảng cáo khác với việc tìm cho việc SEO. Tìm cho chạy quảng cáo thì mình cần nhiều những cái keyword có tiếp cận có thể ít hơn một chút, nhưng mà không phải là những nhà quảng cáo ai cũng có thể tìm thấy. Khi mà chúng ta có những cái keyword mà người khác không tìm thấy thì giá thầu của chúng ta sẽ thấp hơn và chúng ta có thể là tiếp cận được nhiều khách hàng với một số lượng lớn keyword hơn. Còn đối với SEO thì chúng ta cần có những cái keyword mà nó tiếp cận cũng kha khá ở mức khá thôi. Nếu mà quá nhiều tiếp cận thì chúng ta không thể nào lên top, nhưng nếu quá ít tiếp cận thì kênh của chúng ta rất là khó để có thể tìm kiếm và lượt tiếp cận mỗi tháng, mỗi ngày rất là ít. Ok, bây giờ mình sẽ xem thử là công cụ tìm kiếm keyword phục vụ cho quá trình kiếm tiền với affiliate marketing nói chung hoặc là cái kênh Clickbank nói riêng. Nếu như các bạn chưa biết cách kiếm tiền trên Clickbank là gì hoặc là kiếm tiền từ affiliate marketing thì hãy xem các video phía trước của Hường hoặc xem đề xuất của cái video này ở trên tab, hoặc là ở cuối video này Hường có đề xuất là cái bộ video hướng dẫn các bạn kiếm tiền ở trên Clickbank. À quên nữa, mà nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để Hường chia sẻ nhiều hơn, vì lần trước các bạn đăng ký kênh nhiều với cả bình luận nhiều nên lần này Hường sẽ quyết tâm là làm video đều đặn hơn để chia sẻ cho các bạn. Ok, và đừng quên tham gia vào đội nhóm, nhớ là follow Hường trên Facebook, tâm tâm Hường nha. Like fanpage laptop lên vào đi, đường link của nó là facebook.com sẽ laptop lên vào đi, group ở đây là laptop lên vào đi luôn. Đấy, để tham gia vào đây để học tập và chia sẻ. Lâu lâu Hường đăng sale lên cho các bạn xem, với lại có gì hay chia sẻ nè, đổi bay bao hay là có những cái kỹ thuật để chúng ta tiết kiệm chi phí trong quá trình mà kiếm tiền ở trên mạng. Đấy, Hường vẫn đăng, các bạn lên like, comment, tương tác thường xuyên vô để các bạn sẽ nhận được nhiều hơn, nhiều video hơn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái việc là các công cụ tìm kiếm keyword. Bây giờ mình sẽ nói về cái tìm kiếm về thủ công trước nha. Có thể là lên google.com nha. Các ví dụ như mình muốn quảng bá các sản phẩm là để giảm cân, ví dụ how to lose weight, mình thao để giảm cân, thì lúc này mình sẽ mình enter một cái, thì ở dưới này nó sẽ có đề xuất những cái từ mà người ta tìm kiếm nhiều. Mình coi những cái keyword, những cái từ khóa nào mà phù hợp với sản phẩm của mình thì mình lấy. Đây là những keyword khách hàng tìm kiếm nhiều nè, chúng ta có thể search với kiểu khác, ví dụ how to lose weight at home. Rồi mình sẽ xem đề xuất. Đây, là thủ công. Mình sẽ copy những cái keyword nào mà mình cảm thấy ok, mình cho vào cái list danh sách của mình. Các bạn có thể trên để trên Drive, hoặc để trên Notepad, hoặc để trên Word cũng được, chỗ nào các bạn cảm thấy tiện. Rồi tiếp theo các bạn cũng có thể là search y chang như thế này, mà các bạn lên youtube.com, các bạn cũng có thể search là how to lose weight ở đây. How to lose weight, ở đây nó sẽ đề xuất chúng ta là how to lose weight fast, how to lose weight in 4 easy steps, rồi how to lose weight rất là nhiều. Chúng ta coi thử keyword nào. Ở đây thì chúng ta không copy, không copy được, mà chúng ta nên gõ lại đi, gõ lại cho nhanh. Ấy rồi, tương tự nè, các bạn có thể search với kiểu khác là ví dụ như weight loss at home chẳng hạn. Ở đây nó sẽ đề xuất cho chúng ta kiểu như cái từ như là weight loss at home for women, weight loss at home for men. Chúng ta copy. Đây là nó đề xuất những cái keyword mà khách hàng của chúng ta thường xuyên tìm kiếm, nên là chúng ta có thể là viết lại, bỏ trong cái danh sách keyword của chúng ta. Các bạn nên nhớ là mỗi cái keyword nó là một cái viên gạch tạo nên sự thành công của chúng ta, nên các bạn đừng có bỏ sót những keyword quý giá như thế này ha. Hoặc các bạn cũng có thể search kiểu khác, ví dụ như thay vì các bạn search lose weight, các bạn search lose weight ví dụ như giảm cân như thế này đó, thì nó chỉ đề xuất là những cái từ thêm các một số cái từ phía sau như thế này thôi. Còn nếu như các bạn muốn thêm một số từ ở phía trước thì các bạn search là xếp gạch gạch dưới cắt ra, thì chúng ta sẽ thấy đó là nó sẽ đề xuất thêm những từ phía dưới, ví dụ how to này, rồi mới tới lose weight, rồi diet plan to lose weight, tức là từ lose weight của chúng ta sẽ ở phía sau,
nó sẽ đề xuất thêm một số ký tự để có những cái từ phía trước. Như vậy thì chúng ta cũng chọn được khá khá nhiều keyword đúng không? Ok, tương tự cho Google, chúng ta cũng có thể search là gạch dưới cấp rồi lose weight. Thì nó sẽ hiện cho chúng ta trước cái từ lose weight thì nó tự động thêm cho chúng ta rất là nhiều từ linh động ở đây. Hầu hết là những cái từ mà khách hàng của chúng ta tìm kiếm nhiều. Vậy nên là chúng ta sẽ copy, viết lại, bỏ trên cái bảng dữ liệu keyword của chúng ta. Thôi, cái đó là cách một tìm thủ công. Tương tự cho nếu như các bạn đang chịu quảng cáo trên Bing Ads thì các bạn cũng có thể là lên bing.com. Bạn cũng làm tương tự Google ha. Ví dụ như how to lose weight thì nó cũng đề xuất cho chúng ta tương tự rất là nhiều keyword. Bấm enter một cái thấy bên dưới như thế này, nó sẽ để rất là nhiều cái keyword đề xuất cho chúng ta, hoặc là chúng ta để ở đây và chúng ta lấy đề xuất ở đây, lấy hết luôn đi cả nhà cũng được, ok. Đấy, ví dụ như này nó đề xuất. Đấy là cách một tìm thủ công. Các bạn nên kết hợp giữa thủ công cộng với cái việc công cụ thì nó sẽ ok hơn. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn cách thứ hai, đó là cái cách là dùng công cụ. Cách thứ hai, dùng công cụ. Hồi nãy là cách số 1 là thủ công, cách số 2 dùng công cụ. Bây giờ chúng ta vào cái trang đầu tiên, đó là chúng ta dùng Google Keyword Planner. Làm thế nào để dùng Google Keyword Planner? Ngày xưa thì không cần đăng nhập, chúng ta có thể sử dụng được công cụ của nó rồi. Còn bây giờ chúng ta cần đăng nhập thì chúng ta vào s.google.com. Mọi người có thể là search Google S ở đây. Đấy thì mọi người sẽ thấy là nó đề xuất những cái trang. Mọi người có thể bấm một cái trang nào đó. Ví dụ như ở đây mình sẽ thấy đường link đó là s.google.com. Mọi người bấm vào đây. Thì ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta tạo một tài khoản. Thì mình cứ tạo. Tạo thì khá là đơn giản. Nên là mọi người cứ điền thông tin theo nó yêu cầu. Nó yêu cầu gì điền cái đó, yêu cầu điền gì đó. Ví dụ nó bảo mình thiết lập một cái chiến dịch thì mình cứ thiết lập một cái chiến dịch căn bản thôi. Mình cứ thiết lập theo ý mình muốn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Một cái đại khái thôi. Rồi sau đó thì chúng ta dừng chiến dịch lại, đừng cho nó chạy là được. Bấm vào đăng ký. Mình cũng có thể add một cái thẻ ngân hàng hoặc là add cái tài khoản Momo của chúng ta vô và thêm cho nó 200-300 nghìn gì đó, mình để đó nó cũng không mất đâu. Nếu sau này chúng ta hủy cái tài khoản này thì nó sẽ trả lại cho mình. Còn nếu mà chúng ta không hủy á, thì chúng ta để chạy quảng cáo thì nó sẽ giúp chúng ta chạy quảng cáo thế thôi. Còn bây giờ ở đây thì chúng ta có thể là bấm vào tạo tài khoản Google mới nha, bấm theo yêu cầu của nó thôi. Nó bảo điền cái gì thì mình cứ điền cái đó, rồi mình cứ bấm tiếp theo điền cái gì điền cái đó, đúng không? Ok, sau khi mà mọi người điền hết thông tin thì nó ra giao diện như thế này để mà chúng ta có thể dùng công cụ. Ở đây thì mọi người đừng có quan tâm những cái chiến dịch này. Khi mà chúng ta mới tạo cái tài khoản Google Ads thì nó chưa có những cái chiến dịch như thế này đâu. Chúng ta vào bấm vào cái chiến dịch và chúng ta bấm dừng, dừng cái campaign mà hồi nãy mà chúng ta vừa tạo lại. Ví dụ ở đây nó hiện nút xanh, chúng ta chỉ cần bấm vào nút tạm dừng, dừng lại, không cho nó chạy, không cho nó kiếm tiền thôi. Bởi vì mình chưa có biết gì, khi nào mà mình học rồi đó thì mình chạy rồi, mình chính thức thực hành rồi mình bật nó lên ha. Mọi người bấm dừng đi, đây là Hường bật tại vì chiến dịch Hường đang chạy. Ok, bây giờ mọi người sẽ quan tâm ở đây, đó là bấm vào công cụ. Chúng ta có thể để tiếng Việt không? Bấm vào công cụ cài đặt và công cụ thiết lập kế hoạch từ khóa. Ở đây mọi người có thể bấm vào khám phá từ khóa mới. Và lưu ý thì mình đang quảng bá sản phẩm tại Mỹ, Úc, Canada ở bên Tây. Nên chúng ta phải sửa lại Tây, chúng ta bỏ tiếng Việt đi. Bỏ Việt Nam đi. Mà ví dụ như gọi là US, Hoa Kỳ này. Rồi nước Anh này, có nước Anh. Nước Anh, ví dụ như Canada thì gọi Canada. Đấy, New Zealand thì gọi là New Zealand. Đấy, ví dụ như Úc thì gọi là Úc. Đấy. Sau đây chúng ta bấm lưu lại. Rồi tương tự, ở đây tiếng Việt thì chúng ta không dùng, chúng ta để tiếng Anh thôi. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ để từ khóa mà mình muốn tìm một vài cái từ khóa vô đây, ví dụ như how to lose weight hoặc là weight loss, đang bán sản phẩm giảm cân thôi. Rồi xem kết quả. Ở đây nó sẽ đề xuất cho chúng ta rất là nhiều cái keyword. Đấy, thì mọi người có thể bấm vào tải xuống ý tưởng từ khóa, download nó xuống để mà chúng ta xem các chỉ số ở đây. Dù ở đây mình sẽ thấy là ví dụ như từ how to lose weight thì đây là từ tìm kiếm mỗi tháng nè, đây là giá thầu ước tính. Đấy, thì nó sẽ liệt kê chúng ta rất là nhiều từ khóa ở đây. Tổng số là rất là nhiều.
rất là nhiều, thì chúng ta tải xuống và chúng ta xem xét lọc từ khóa nó ra ha. Đó là công cụ số 1, mọi người khám phá thêm. Rồi công cụ số 2, mọi người có thể sử dụng công cụ trực tiếp trên Bing luôn. Ví dụ như mọi người đăng nhập vào Bing thì chúng ta bấm vào tool, bấm vào keyword planner, chúng ta sử dụng tìm kiếm y chang Google luôn, thì chúng ta sẽ có thêm một cái lượng keyword nữa. Đấy, thì bấm vào search y chang. Rồi công cụ thứ 3, Bing thì mọi người tạo tại một cái tài khoản Bing ấy sao. Nếu như mọi người chưa biết tạo tài khoản Bing thì xem các video trước của Hường, Hường đã hướng dẫn tạo tài khoản Bing rồi. Rồi tiếp theo chúng ta có thể sử dụng công cụ là keyword.io. Ở đây thì mình có thể để chế độ là Google này, YouTube, là tìm keyword trên YouTube, Amazon, Bing, Zendesk, Wikipedia, vân vân, eBay, Alibaba. Còn chúng ta muốn tìm ở đâu thì thường thường ở trên Google là nhiều nhất. Ví dụ như search là how to lose weight, nó cũng y chang wiki thôi cả nhà. Đấy, internet ra thì nó cũng ra rất là nhiều cái keyword. Ở đây nó cũng sẽ giới hạn cho chúng ta, bởi vì chúng ta có một cái tài khoản miễn phí nên là nó sẽ cũng giới hạn một số tính năng và số lượng tìm kiếm nhất định. Ok, đó là keyword.io, nó free, miễn phí hết cả nhà. Thế còn nếu như các bạn tìm một cái số lượng khủng keyword hơn nữa, kinh khủng luôn, các bạn siêng lọc hơn nữa, thì chúng ta có keyword shooter. Bấm vào keyword shooter.com, ở đây chúng ta sẽ có một cái lượng keyword rất là kinh khủng. Rồi chúng ta sẽ điền vào đây, ví dụ how to lose weight. Rồi nó sẽ ra chúng ta rất là nhiều cái vô vàng cái keyword, chúng ta cứ lọc ha. Chúng ta sẽ chọn ra những keyword tuyệt vời. Ngoài ra các bạn cũng có thể thêm một số cái trang keyword khác, ví dụ như worktracker.com. Ở đây chúng ta có thể tìm keyword, và đặc biệt là người ta có thể là cho chúng ta sử dụng miễn phí 7 ngày. Thì nếu như các bạn đang gọi là muốn khám phá thêm những cái công cụ trả phí thì các bạn có thể đăng ký một email và vô những cái trang công cụ như thế này. Họ cho sử dụng 7 ngày miễn phí và chúng ta sẽ có trải nghiệm về những công cụ trả phí nó như thế nào. Đôi khi 7 ngày đó các bạn tập trung, các bạn search để các tiết kiệm, thì các bạn có thể là tập trung search keyword rất là nhiều. Rồi sau đó thì đến 7 ngày thì chúng ta cũng có thể là hủy nó. Đó là một cái cách trong ngắn hạn, trong cái thời gian mà chúng ta gọi là chưa có nhiều kinh phí thôi. Chứ về lâu về dài các bạn đừng làm cái cách này, bởi vì cái này nó không được hay lắm. Bởi vì người ta tạo ra cái website này mình cứ dùng miễn phí thì cũng không hay ha. Nên là mình cứ nên là ok một tí thì mình nên trả phí cho những website chúng ta sử dụng. Rồi vừa rồi Hường đã chia sẻ một số cái công cụ tìm kiếm keyword chúng ta có thể tham khảo để mà chúng ta tìm keyword chạy quảng cáo. Có thể sử dụng chạy quảng cáo cho Bing nè, cho YouTube nè, cho Google, cho rất là nhiều cái kênh khác mà chúng ta sử dụng kênh, và bình luận ở bên dưới video này một điều gì đó để Hường thấy là các bạn mong muốn xem những cái video tiếp theo. Và nếu như các bạn quan tâm tới Affiliate Marketing, những khóa học chuyên sâu thì cũng có thể xem ở phần mô tả nha. Nhớ nhấn vào nút subscribe, nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận video chia sẻ mới nhất và không bỏ sót video nào nha các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.